Tác dụng phụ không ngờ khi uống quá nhiều cà phê. Caffeine trong cà phê là chất giúp chúng ta trở nên tỉnh táo và năng lượng hơn trong mỗi buổi sáng. Vậy nếu bạn tiêu thụ quá nhiều caffeine thì điều gì sẽ xảy ra? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video dưới đây nhé, chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng đấy. 1. Khiến tim đập nhanh. Khi caffeine được tiêu thụ quá nhiều bên trong cơ thể, nó có thể khiến tim bạn đập nhanh, khiến bạn cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Điều này thường xuyên xảy ra đối với những ai hay uống cà phê và dị ứng với caffeine gây ra hiện tượng say cà phê. 2. Rối loạn giấc ngủ. Quá nhiều caffeine có thể ảnh hưởng đến lịch trình giấc ngủ của bạn, dẫn đến những đêm mất ngủ. Những trường hợp này không quá xa lạ đối với nhiều người, khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi sang ngày hôm sau. 3. Gây ra hiện tượng sương mù não. Bạn đã từng trải qua tình trạng sương mù não chưa? Đúng vậy, caffeine có thể kích hoạt điều đó, khiến bạn khó tập trung, lờ đờ và không thể làm được việc gì cả. Điều này thường xảy ra đối với những loại cà phê kém chất lượng, chứa nhiều caffeine và các chất có hại khác. Mặc dù caffeine có thể là một liều thuốc giúp cơ thể của chúng ta tỉnh táo, nhưng điều quan trọng là phải thưởng thức nó một cách có chừng mực, không sử dụng quá nhiều trong một ngày. Và điều đặc biệt hơn là nên sử dụng những loại cà phê nguyên chất, sơ chế khép kín chọn lọc để đảm bảo được mức độ an toàn khi thưởng thức. Còn những dấu hiệu gì khi uống quá nhiều cà phê trong một ngày nữa, comment bên dưới để mọi người cùng biết nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.